xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt ở thành phố San Jose, miền Bắc Cali, Phật Nhà, miền Tây Hoa Kỳ. Chiều tối ngày 1 tháng 4, 2022, ngày cá tháng 4 nữa vậy. Ngày được nối dốc nè. Lấy quay qua tháng 4 rồi quý vị ha. Hôm nay cũng là ngày đám giỗ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với giọng ca Khánh Ly, Hải Công Minh rất là thích cái gì? Những bài triết lý về cuộc đời, về thân phận con người, về đạo thiền trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, về tình yêu, về chiến tranh, hòa bình. Và bây giờ là 7 giờ 34 phút chiều, hoàng hôn buông xuống thành phố San Jose. Bên phải cái gì đó là ngọn đồi Diễn Thông, nơi trên đó có những ngôi nhà cả triệu đô gì. Và hiện nay cây cối cỏ trên đồi nó bắt đầu chuyển sang màu vàng vàng rồi nè. Và đây là đường cao tốc 87 đi ngang qua downtown trung tâm San Jose kìa. Tốc độ ở đây tối đa cho mình chạy là 65 mai một giờ, tức là khoảng 110 cây số vậy. Thời tiết đang nóng vậy, nhiệt độ giờ khoảng 19 độ C. Buổi sáng khuya lạnh xuống còn 6 độ. Nhưng mà buổi trưa nó lên tới 27, 28 độ vậy. Hết mùa đông rồi, đang ở mùa xuân nè. Mình đang chạy vận tốc này là 60 mai một giờ vậy, gần 100 cây số một giờ á. Và đang hướng về trung tâm San Jose. Bên tay trái là phía tây, phía mặt trời lặn cái gì. Mặt trời lặn bên Mỹ là mọc ở bên Việt Nam á. Việt Nam đã qua sáng ngày 2 tháng 4 rồi. Nhưng mà ở Mỹ giờ vẫn còn chiều ngày 1 tháng 4 nè. Này giống đường cao tốc từ Biên Hòa đi về Long Thành, Vũng Tàu ấy vậy. Quốc lộ 50 á, 52 á. Mình chuẩn bị đi qua rẽ phải vô cầu vượt là gì.
Đó, mình vô downtown. Trước có biểu tượng con vịt đeo khẩu trang bự trên nóc nhà đó. Đây là bảo tàng khám phá gì? Dành cho trẻ em đó. Đó, phía trước quý vị thấy xe điện không? Ngày xưa Hà Nội có xe điện này nữa vậy. Quanh Hồ Gươm á. Đó. Chạy im re, chạy bằng điện, cái sợi dây điện nằm ở trên cái mui đó. Nó chạy dọc theo cái đường dây điện cắm ở trên á. Và ở đây cũng ngay đường băng sân bay San Jose, nếu gì thấy máy bay đáp xuống á. Đó, đang vô downtown San Jose này vậy. Đó, mấy nhà cao tầng này giống giống Sài Gòn. Đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi rồi đó. À, mấy nhà cao tầng. Mình qua đây là vô đường Park, là phía tây của trung tâm San Jose cái gì, giống như Sài Gòn mình đi vô Chợ Lớn á. Đó, chiều xuống ai ở nhà nấy về nghỉ ngơi cái gì sau một ngày làm việc á, đường phố đâu vắng lại à. Cái gì thấy ở trong trung tâm mà đường vắng ghê không? Đó, đường cắt ngang này có tên là đường Tổng thống Barack Obama ấy vậy. Đó, giờ mình đi xuống dưới cây cầu vượt nè. À, thành phố lên đèn hoàng hôn buông xuống đẹp quá gì ha, gọi là chiều tà ở San Jose Hoa Kỳ nè. Đó, bên phải là chỗ tập thể dục, múa lộn, nhào lộn cái gì. Thấy có huấn luyện viên huấn luyện. À, những gì ngắm hoàng hôn San Jose, miền Tây Hoa Kỳ. Hơi giống hoàng hôn ở Việt Nam không ha.
cắt ngang đây là đường ray quý vị. Bên ngoài gì thấy người ta để xe đạp điện không? Xe đạp quá trời, có mã số. Muốn mướn thì lợi mình quẹt cái thẻ rồi mình đi tới đâu mình trả lại, trả ngay cái điểm hẹn á, rồi họ đi thu gom xe đạp sao, mình khỏi phải vòng lại trả. Đó, gần tới chỗ giao đồ ăn cho khách rồi nè. Wow, nhà này đẹp quá vậy. Nhưng mà không có giao ở nhà này, giao nhà kế bên. Thank you quý vị, hẹn gặp lại. Goodbye.